Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, có lẽ bất cứ con người nào dù có phạm phải những tội ác man dợ đến đâu, thì tận sâu trong góc khuất của họ đều có những con đường sáng. Chỉ có điều, đến lúc nhận ra cái sự thiện lương thì đã quá đỗi muộn màng. Hôm nay chúng tôi sẽ được gửi tới quý vị câu chuyện về những tử tù trong phòng biệt giam trong giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Chuyện về những tử tù không giống ai cho tới tận lúc chết trong phòng giam. Ngược thời gian về năm 2012, Đại tá Bùi Văn Tẳng là giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng. Hơn 40 năm gắn bó với lực lượng công an, Đại tá Tẳng đã có gần 10 năm giữ vị trí giám thị trại tạm giam Công an thành phố Hải Phòng. Ông kể: "Tôi nhớ có một đối tượng tử tù khoảng 19 tuổi, bố chết từ lúc còn nhỏ, mẹ bỏ đi lấy chồng, nó ở với ông nội, hai bác và các anh chị. Lúc lớn tuổi hơn, khi ý thức được thì nó bắt đầu tính đến chuyện ở riêng và sống trên mảnh đất mà ông nội đã chia cho bố. Nhưng người bác chửi mắng, cho nó là vô học, lêu lổng, rồi đối xử với nó rất tệ, thậm chí muốn đuổi thằng cháu ra khỏi mảnh đất đó, và mâu thuẫn bắt đầu từ đây. Sau nhiều lần lăng mạ, chửi bới, mâu thuẫn giữa hai bác cháu ngày càng lên cao. Trong một lần va chạm, nó cầm dao chém chết bà bác, chém chết hai đứa anh con ông bác. Ông nội can vào cũng bị nó chém tử vong. Có thể nói, đấy là một tấm thảm kịch không thể tin được, chỉ vì trong một gia đình không có tình yêu thương. Cả một thời gian dài giam trong khu biệt giam, nó không hé mồm nói một câu gì. Đám tử hình mấy chục đứa giam cùng khu còn phải sợ thằng bé con máu lạnh này. Nhưng rồi có một lần nó khóc. Thấy lạ, tôi mới gọi ra hỏi chuyện vì sao khóc. Nó bảo đêm hôm qua nằm mơ thấy ông cháu về, ông cháu ôm cháu và ông cháu khóc. Từ lúc giam giữ, nó không dám nói với ai câu nào. Và khi nói câu ấy, nó khóc và khiến cho tất cả chúng tôi đều khóc. Lại có một tử tù không biết chữ, sau khi vào trại được dạy học đã xin tôi một cuốn kinh sám hối để đọc. Tôi về chùa xin được một số quyển kinh phát cho anh ấy và một số tử tù bên cạnh. Tôi nói đây là tài sản chung, ai đi thì để lại cho những người sau. Từ khi đọc quyển kinh đó, anh ta và những tử tù khác ngoan hẳn, bớt quậy phá đi nhiều. Họ nói khi nào đi muốn xin được mang theo cuốn đấy, và nếu khâm liệm thì ban gối vào đầu cho con. Sau này khi gặp mẹ của phạm nhân và gửi lại tất cả những lá thư và hồ sơ của phạm nhân này cho gia đình, tôi thấy có một bài thơ anh này làm gửi cho mẹ nhân ngày sinh nhật mẹ. Người mẹ ấy khi được đọc bài thơ con trai viết đã thốt lên rằng: "Trời ơi, tôi như chết thêm hai lần, giá cháu biết đọc biết viết, được học hành sớm hơn thì đâu đến nỗi này." Lúc đưa phạm nhân này đi thi hành án, anh ta giật tay khỏi cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp. Khi đó tất cả cảnh sát bảo vệ sẵn sàng nổ súng, nhưng bằng linh cảm của mình, tôi giơ tay ra hiệu cho mọi người đứng im. Phạm nhân này bị trói, chạy xuống trước mặt tôi, các đồng chí trong ban giám thị và quản giáo gập đầu xuống nói trong nước mắt rằng: "Con xin ban và các thầy cho con lạy ban và các thầy ba lạy khi con còn sống để con ra đi." Lúc ấy cả hội đồng thi hành án tử hình đều lặng đi. Tôi nhớ có một vụ án nghiêm trọng và đối tượng đã bị tuyên án tử hình. Đối tượng này rất đặc biệt vì thời gian để đợi thi hành án khá lâu, tới 5 năm. Đây là một kẻ quái đản khi giở trò đồi bại với trẻ nhỏ, người già. Kinh hoàng hơn là sau khi sát hại nạn nhân xong, đối tượng làm nhục trên thi thể nạn nhân. Anh này sinh ra trong một gia đình rất nghèo ở làng quê ven bờ sông An Lão. Lớn tuổi nhưng không có gia đình, không chịu làm ăn, chủ yếu uống rượu. Vì gia đình rất nghèo nên không lấy được ai, và cũng có thể không ai lấy anh ta vì kiểu sống, cách sống của anh ta khiến mọi người sợ. Tôi ấn tượng mãi lúc mang anh này đi thi hành án tử hình. Khi đội thi hành án làm xong nhiệm vụ thì chúng tôi, những người ở trại giam, thường cùng với anh em gỡ họ xuống để chuẩn bị chụp ảnh tử thi. Nhưng sau khi hội đồng thi hành án ra về, khi cắt dây để gỡ người này xuống thì mắt anh ta trợn lên, người rãy rãy. Tất cả những người chưa quen đều rất sợ. Tôi chỉ bảo rằng đây là những nhịp thần kinh cuối cùng thôi, cứ bình tĩnh tránh ra, đợi cho một phút. Thời gian đó qua đi,
Khi chúng tôi gỡ anh ta nằm xuống và lau máu trên người để phục vụ việc chụp ảnh tử thi, thì đôi mắt anh ta lại trừng lên, lại dãy dãy cả thân và đầu. Anh em lúc đó đều rất sợ, tôi bảo cứ để lặng yên. Một lúc sau rồi anh ta mới thực sự đi. Con người này không giống ai cho đến tận lúc chết. Một chuyện khác tôi cũng không thể quên, đó là một nữ tử tù 49 tuổi. Thời trẻ chị ta rất nổi tiếng về nhan sắc. Khi vào trong tù rồi vẫn giữ được nét mặn mòi son sắc. Con người này xinh đẹp nhưng cũng đa tình và lắm tật. Có tới 4 đứa con thì lại của 4 người chồng khác nhau. Chị ta là đối tượng liên quan đến đường dây ma túy rất lớn. Đối tượng này có điều lạ là bình tĩnh cho đến tận lúc chết. Tôi hỏi tại sao như vậy? Chị ta đáp, biết là có ngày sẽ như vậy rồi nên chấp nhận. Tôi hỏi trong lúc buôn ma túy, biết là chết như vậy thì có bao giờ cảm thấy sợ không? Cô ta bảo sợ thì rất sợ, nhưng tay đã nhúng chàm rồi thì không thể rút ra được nữa. Trước lúc thi hành án, chị ta bình tĩnh ăn một chút rồi hút hết 2 bao thuốc 3 số trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Lúc viết thư cho các con, chị ta viết rất chi tiết, nét chữ rất đẹp. Trong thư, chị ta dặn dò tỉ mỉ các con, đặc biệt là đứa lớn đang học đại học y khoa ở thành phố Hồ Chí Minh, cố gắng học giỏi, xin việc để nuôi đám em. Ngôi nhà chị ta đã xin với bà ngoại để cho người con lớn khi học xong về đây lấy chỗ mà trông các em cho nó lớn lên thành người và dựng vợ gả chồng cho các em. Còn đứa nào tìm về với bố, nếu bố nhận thì theo, nhưng thấy phức tạp thì chị em ở lại nuôi lấy nhau. Khi bị đưa đi xử bắn, chị ta còn xin phép để được hát. Trong vòng 10 phút trước khi những loạt đạn của pháp luật kết liễu những số phận của những tội phạm nguy hiểm thì tiếng hát vang lên trong buổi sáng ở chân đồi vắng rất vang vọng. Rồi chợt tiếng hát tắt lịm, tất cả trường bắn không có tiếng động nhỏ nào. Rất kỳ lạ, mọi người cũng chết lặng. Như là một sự chia tay với tội ác, hay là sự chia tay với số phận con người đã tham gia tội ác, đã theo đuổi những ham muốn cá nhân, những dục vọng, những mục đích sống không lành mạnh. Có một tử tù bị tuyên án, sau đó lại được tha tội chết. Anh này được mẹ vợ nhờ đi đòi nợ, rồi sau đó gây ra vụ án giết người. Khi bị tuyên án tử hình, anh ta trở thành một người bất cần. Kể cả khi gặp vợ con, gia đình nhà vợ, anh ta đều tỏ thái độ khó chịu giận dỗi vì cho rằng nguyên nhân do gia đình nhà vợ nên anh ta mới phải chịu như vậy. Trong buồng giam tử hình, anh ta đập phá nhiều lần, gào thét và bảo mình điên. Anh em quản giáo gần như không trị được. Một lần quản giáo gọi tôi xuống buồng anh ta. Tôi hỏi, tại sao anh lại đập phá, gây khó khăn? Mọi người xung quanh đều mang án tử hình như anh cả, nhưng có ai làm gì giống anh đâu. Anh ta trả lời với giọng rất cùn là, tôi thích thế đấy. Trong khi nói chuyện, tôi quan sát thấy trong phòng anh ta có treo một số con hạc giấy. Tôi bảo anh ta còn biết gấp hạc giấy này, tức là còn muốn hy vọng sống. Cứ bình tĩnh lại, đừng tự hủy hoại mình, đừng làm khó cho chúng tôi. Sau khi tôi nói câu đấy rồi, anh ấy không đập phá nữa và xin thuốc đau đầu để uống. Có một điều lạ là một tuần sau thì có quyết định của Chủ tịch nước tha tội chết cho anh ta xuống chung thân. Đêm hôm ấy, khu tử hình có 2 người đi, anh ta cũng thức trắng cả đêm để đợi. Khoảng 9 giờ sáng, sau khi thu xếp cho 2 phạm nhân mới dọn đồ đến và gọi anh ấy ra. Trước khi vào gặp, tôi còn nói với bác sĩ của trại giam là cẩn thận tay này. Đọc quyết định xong là khả năng nó điên thật. Lúc mở cửa buồng đưa ra ngoài, anh ấy hỏi, có việc gì mà ban lại gọi cháu vào giờ này, cháu đang ngủ. Để khi đọc quyết định tha tội chết của Chủ tịch nước, đúng như tôi dự đoán, anh ta gần như phát điên. Tôi nói bác sĩ phải giữ chặt và vỗ vai xoa nhẹ động viên. Sau rồi anh ấy khóc nức nở nằm bật ra. Đến chừng 20 phút thì không nói được câu gì. Rồi anh ta từ từ ngồi dậy như người vừa tỉnh cơn mê, đờ đẫn bảo, thế là xong rồi ban ạ. Sau đó tôi ký quyết định chuyển buồng cho anh ta tử hình xuống buồng giam để thi hành án. Đấy là câu chuyện của một người từ cõi chết trở về. Nó ấn tượng với tôi hơn bất kỳ khoảnh khắc nào khác. Phút cuối đời, mỗi tử tù đều có những diễn biến tâm lý khác nhau. Người sợ hãi, người bình tĩnh đón nhận cái chết đã được định sẵn. Cũng giống như những tử tù khác, ông trùm Nam Cam cũng bị giam trong phòng biệt giam chờ ngày thi hành án.
Trước ngày trả án, ông trùm khét tiếng này cũng có những biểu hiện khó hiểu. Trước giờ thi hành án, ông trùm khét tiếng. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Năm Cam là một trong những tên tội phạm khét tiếng. Khi nhắc tới cái tên Năm Cam thì nhiều người không khỏi rung mình bởi những tội ác tày trời mà hắn cùng với đồng bọn đã tạo ra. Cũng giống như những tử tù khác, ông trùm Năm Cam cũng bị giam trong phòng biệt giam chờ ngày thi hành án. Trước ngày bị thi hành, linh cảm sắp đi, Năm Cam tắm gội sạch sẽ, đòi mặc bộ quần áo tù mới, cả đêm trằn trọc không ngủ, hết trở mình lại nhìn đăm đăm trên trần nhà. Năm Cam có tên thật là Trương Văn Cam và sinh vào ngày 22 tháng 4 năm 1947 tại Sài Gòn, quê ở tỉnh Quảng Nam và bị tử hình vào ngày 3 tháng 6 năm 2004. Khi nhắc tới hai từ Năm Cam, giới giang hồ không thể không biết tới ông trùm tội phạm có tổ chức khét tiếng nhất Việt Nam. Và vụ án Năm Cam cùng đồng bọn cũng là vụ án gây chấn động dư luận Việt Nam và thế giới khi số lượng tội phạm lên tới mức kỷ lục là 156, bản án dài hàng trăm trang. Lúc còn xưng vương trong giới giang hồ, Năm Cam trú tại 107/38 đường Trương Định, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hắn có thời gian hoạt động trong giới giang hồ từ năm 1962 đến năm 2001. Năm Cam cũng là một ông trùm đào hoa với hai bà vợ. Vợ Năm Cam là Phan Thị Trúc, sinh năm 1946, ngụ tại 107/38 Trương Định, quận 3. Bà cũng là bị can trong cùng vụ án với Năm Cam, bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giữ vào tháng 1 năm 2002. Với người vợ cả, Năm Cam có 5 người con, trong đó có một người con là Trương Hiền Bảo, cũng là bị can trong vụ án chấn động đó. Vợ hai của Năm Cam là Trương Thị Lành, sinh năm 1946, trú tại 168/3 đường Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4 và có với nhau 3 mặt con. Bên cạnh đó, ông trùm khét tiếng còn có rất nhiều người tình rải rác khắp nơi. Cha của Năm Cam là ông Trương Văn Bưởi, còn gọi là Mười Củi, và mẹ là bà Nguyễn Thị Hường, mất năm 1962. Ông trùm này cũng có một chị ruột là Trương Thị Sẩm. Trong nhiều năm hoạt động giang hồ, Năm Cam và đồng bọn đã để lại vô vàn tội ác. Nhưng một trong những trọng tội mà khiến Năm Cam phải mắc án tử hình, đó là việc chủ mưu giết một nữ trùm xã hội đen gốc Hải Phòng, cũng khét tiếng không kém, tên là Vũ Hoàng Dung hay còn gọi là Dung Hà. Khi ra tòa, Năm Cam đã bị xét xử với 7 tội danh lớn, đó là giết người, cố ý gây thương tích, hối lộ, đánh bạc, tổ chức đưa người đi trốn ra nước ngoài và che giấu tội phạm. Những tội này đã kết thúc cuộc đời đầy oai hùng trong giới giang hồ của ông trùm khét tiếng với mức án cao nhất là tử hình. Cùng với Năm Cam, 4 đàn em thân cận cũng chung số phận, đó là Châu Phát Lai Em, Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Hữu Thịnh và Phạm Văn Minh. Trước đó, Năm Cam đã từng gửi đơn xin ân xá tới Chủ tịch nước Việt Nam, nhưng do vướng vào quá nhiều tội nên hình phạt vẫn không thay đổi. Ngày 21 tháng 5 năm 2004, quyết định thi hành án tử hình Trương Văn Cam, Nguyễn Việt Hưng, Phạm Văn Minh, Nguyễn Hữu Thịnh và Châu Phát Lai Em được ban hành. Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, công tác chuẩn bị pháp trường được tiến hành chu đáo. Hàng loạt thao tác kỹ thuật đã hoàn tất một ngày trước khi đưa phạm nhân từ trại giam ở Tiền Giang về trại giam Chí Hỏa. 0 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2004, tại trại tạm giam, thủ tục chuyển trại cho 5 tử tội được tiến hành. Các tử tội được đưa lên xe, tiếng xích chân và tay va vào nhau, âm thanh khô khốc vang lên trong đêm sương lạnh buốt. Trước khi bước chân vào trong xe bít bùng, ai cũng cố nán lại vài giây, đưa mắt nhìn xung quanh. Đêm trước, trời mưa rất to, mới tạnh được chừng 2 tiếng nên không khí khá mát mẻ và vẫn ẩm ướt. Một vài giọt nước mưa còn đọng trên các tán cây rơi lộp độp. Rạng sáng, năm bị án Trương Văn Cam, Nguyễn Hữu Thịnh, Nguyễn Việt Hưng, Châu Phát Lai Em, Phạm Văn Minh được đưa ra xe rời khỏi trại tạm giam của Công an tỉnh Tiền Giang một cách khá lặng lẽ. 1 giờ 45 phút, đoàn xe áp giải 5 bị án sừng sỏ một thời đến chân cầu Tân An. Gần 2 giờ 30 tại trại giam Chí Hòa, 5 bị án vẫn chưa biết gì về sự sống và cái chết đang được tính từng phút đối với họ. Vẫn nói chuyện bình thường, bởi họ cứ ngỡ rằng đó chỉ là thủ tục chuyển trại bình thường. Trương Văn Cam, Nguyễn Việt Hưng đều không giấu được thoáng bất chợt rùng mình. Rất có thể đó là cái rùng mình cuối cùng cho giây phút nuối tiếc tự do và cuộc sống. 3 giờ 30, cả 5 tử tù được đánh thức, lần lượt được dẫn giải
vào hội trường của trại giam Chí Hòa để lăn tay, xác minh lại lai lịch, làm các thủ tục cuối cùng. Họ nghe tuyên đọc quyết định thi hành án và được cho viết lời trăn trối, gửi người thân, gia đình trước sự chứng kiến của đại diện Viện Kiểm sát, Tòa án và Công an. Đến phút này, Nam Cam cùng 4 đồng phạm mới biết chắc là thời khắc còn sống chỉ được tính bằng giờ, bằng phút. Sau đó hội đồng thi hành án bắt đầu các thủ tục cho thay quần áo mới, bữa ăn cuối cùng được mang ra. Lúc này cả năm bị án mới chợt hiểu ra mọi sự, một đùi gà, một chiếc bánh bao và một chai nước ngọt, nhưng không ai có thể nuốt nổi. Ông trùm thế lực đen một thời cũng không còn chút can đảm để đối diện với cái chết cận kề. Vẻ mặt thất thần như vô hồn đã thay vào khuôn mặt đầy tinh danh, mưu mô xảo quyệt vốn có của Nam Cam. Đoàn xe chuyển từ tội, tiến ra Thủ Đức, có xe mô tô cảnh sát dẫn đường bảo vệ hộ tống. Để đảm bảo an toàn từ suốt đêm trước, trên tất cả các ngã tư giao lộ mà đoàn xe đi qua Công an thành phố Hồ Chí Minh đều cắt cử cảnh sát giao thông trực sẵn. 5 giờ sáng, đoàn xe chở từ tội Nam Cam và 4 đồng phạm tiến vào pháp trường ở phường Long Bình, quận 9. Sau nhiều tháng kể từ phiên phúc thẩm, nay mới được nhìn thấy nhau. Hai tử tù trẻ tuổi Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh cố ngoái cổ nhìn Chiến Hữu. Hai người đều ăn hết bữa sáng gồm bánh mì, bánh bao, đùi gà, nước ngọt. Nam Cam và Phạm Văn Minh giờ như kẻ mất hồn, ngồi bần thần. Châu Phát Lai em mặt đổ tràm, chân tay hơi run. Cột bắn đề rõ tên của 5 bị án được sắp thành hàng ngang theo thứ tự Phạm Văn Minh, Trương Văn Cam, Châu Phát Lai em, Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh. Được dẫn xuống xe, cả năm tử tội hầu như không bước nổi, phải có người xốc nách dìu đi. Trời chưa sáng hẳn, đặt chân xuống đất, vừa thấy tên cột bắn và bảng tên đề sẵn, Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh gần như quỵ hẳn, run bần bật. Các bị án, người được dẫn vào vị trí, sắp thành hàng ngang. Tờ mờ sáng, các thủ tục trước khi ra pháp trường hoàn tất. Tuy không công khai, nhưng xung quanh trường bắn lúc này đã có hơn 200 người dân. Thân nhân của những bị án và lẫn trong đó là cả những người từng là nạn nhân của băng nhóm tội phạm Nam Cam, đợi chờ giây phút đền tội của những kẻ thủ ác. Tại khoảng giữa của trường bắn, cách chỗ năm tử tù chừng vài chục thước, hội đồng thi hành án làm việc trong chiếc lều bạt. Các tử tù đã được bịt mắt bằng một mảnh vải đen lần lượt, bị cột vào cái cọc giống như cái thang, sau hơn 2 thước. Hai chiếc đèn pha trên nóc ô tô chở cảnh sát bảo vệ đủ ánh sáng để hội đồng thi hành án nhìn thấy mọi việc đang diễn ra. Tội trạng của từng người, từng tên được nêu tóm tắt và công bố quyết định thi hành án tử hình. Tất cả diễn ra trong vòng nửa tiếng. Tiểu đội hành quyết dàn hàng ngang tiến lên phía trước đối diện với năm tử tội. Đội trưởng hành quyết ra lệnh giọng đanh gọn. Tất cả vào vị trí, chuẩn bị, bắn. Hàng súng có gắn lưỡi lê dương lên, ngang tầm mắt với các xạ thủ. Ngay sau mệnh lệnh hành quyết, loạt đạn mạnh, khô khốc, ghê rợn vang lên. Tiếp theo là 5 phát đạn ân huệ cuối cùng dành cho tử tội. Những chiếc dây thừng buộc tử tội vào cọc được mở ra. Xác Phạm Văn Minh, Trương Văn Cam, Châu Phát Lai em, Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh mềm nhũn, trắng bệch đổ ập về phía trước, nơi đã đặt sẵn 5 cỗ quan tài. Các bác sĩ pháp y làm nhiệm vụ báo cáo hội đồng thi hành án, cả 5 tử tội đã chết. 5 giờ 45 phút, đội thi hành án đã hoàn tất việc thực thi pháp luật. Cũng trong ngày, con cháu Nam Cam tới thắp hương, khấn mộ được chôn cất tại trường bắn. Theo đó, ngày Nam Cam và đồng bọn đi trả án, Hải Bánh cũng là người đưa tiện ông trùm ra pháp trường. Hải Bánh tức là Nguyễn Tuấn Hải, từng là trợ thủ đắc lực của Nam Cam. Hải Bánh chỉ đạo đàn em xử bà trùm Dung Hà sau những mâu thuẫn băng nhóm. Nhưng với sự thành khẩn của Hải, Hải nhận được khoan hồng của pháp luật với bản án chung thân. Nhớ lại khoảnh khắc đó, Hải Bánh nói, hôm đó là 12 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2004, chúng tôi xuất phát từ trại giam Tiền Giang để đến trại Chí Hòa. Ở trên xe có tôi, anh Năm và Châu Phát Lai em, đàn em thân tín của Nam Cam. Biết mình bị đưa ra trường bắn, nhưng anh Năm vẫn khá bình tĩnh. Đi được một đoạn, anh Năm nắm lấy tay tôi và nói, anh sai rồi, chú cho anh xin lỗi. Rồi anh Năm ôm lấy tôi, không nói thêm gì nữa. Nghe anh Năm nói vậy, bao sự giận hờn trách móc trong lòng tôi bỗng tan biến hết. Tôi cũng không biết phải nói câu gì nên hai anh em im lặng. Anh Năm nắm chặt lấy tay tôi, hai anh em nắm tay nhau cho đến khi ô tô dừng bánh. Đó cũng là lời nói cuối cùng anh Năm nói với tôi. Từ trại giam Tiền Giang, Nam Cam và Châu Phát Lai em được đưa đến trại giam Chí Hòa. Sau đó cùng với Hưng Phi Nhon, Nguyễn Hữu Thịnh, Phạm Văn Minh bị dẫn giải ra trường bắn Long Bình. Chia sẻ với giây phút chứng kiến đồng bọn phải đền tội trước,
Hải nói, khi chứng kiến anh Năm và những người khác bị xử bắn, trong lòng tôi không thấy sợ mà thấy trống rỗng vô cùng. Cảm giác này giống hệt với cảm giác khi nghe tin chị Dung Hà đã chết. Trong đầu tôi luôn suy nghĩ, ở ngoài đời dùng mọi thủ đoạn và các hoạt động phi pháp để kiếm tiền, kể cả thanh toán nhau đẫm máu, nhưng rồi kết quả chẳng nhận được gì. Cái giá phải trả là cái chết. Cái chết rồi thì chẳng mang đi được thứ gì theo. Đến khi quay về trại giam, Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành nói với Hải Bánh, nhờ chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước mà cậu được sống. Hôm nay coi như là ngày sinh ra cậu một lần nữa. Nhìn thấy đồng bọn phải đền tội trước pháp luật, cậu nên quay đầu mà hoàn lương, cải tạo cho tốt. Giang hồ cộm cán chỉ còn có mình cậu. Phải biết lấy ảnh hưởng của mình để làm những việc tốt, việc có ích cho xã hội. Nhớ lại điều này, Hải Bánh bộc bạch. Ngay xong câu nói của Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành, tôi nghiệm ra nhiều điều. Lúc đó tôi thấy tiếc vô cùng. Tôi không tiếc những gì trước đây mình đã có, mà tôi tiếc cho những năm tháng tuổi xuân của mình. Nếu như mình không chọn con đường này, đi theo con đường làm ăn lương thiện, thì kết cục đã khác. Gia đình tôi đã không tan nát, bố mẹ con cái không phải buồn vì mình, và những năm tháng sau này, tuổi xuân của tôi không phải chôn vùi trong trại giam. Khi tôi nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Những ai bị dính án tử hình hoặc chung thân mới cảm nhận rõ rệt cuộc đời của mình rất ngắn. Phạm tội ở cái tuổi 20-22 khi dính án tử hình vậy là hết. Còn bị án chung thân, cải tạo tốt lắm thì cũng phải ở trong trại 20 năm mới được ra ngoài. Lúc đó cũng đã 40 tuổi rồi, chẳng còn làm gì được nữa. Như tôi ngoài 30 bị dính án chung thân, nếu cải tạo tốt, may mắn được thả tự do thì cũng phải hơn 50 tuổi. 20 năm ở trong trại giam, đó là một quãng thời gian dài. Sống tách biệt với cuộc sống bên ngoài, đến khi về nhà thì cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Đáng lẽ ở cái tuổi 30 mình phải là người kiếm tiền để trả hiếu bố mẹ. Khi phạm tội bị bắt, bố mẹ lại phải chắt chiu từng đồng để có tiền vào thăm nuôi con. Hải Bánh nghẹn ngào nói. Sau khi Năm Cam cùng đồng bọn phải đền tội, Hải Bánh cũng được đưa về cải tạo tại trại giam Xuân Lộc, Z30A Bộ Công an. Tại đây Hải Bánh nhận ra rằng, con đường nhanh nhất để được về cùng gia đình chính là cải tạo thật tốt. Tuy nhiên trong thời gian cải tạo, có nhiều biến cố gia đình khiến Hải Bánh không ít lần bị suy sụp. Sau 21 năm thụ án chung thân, nhờ sự cải tạo tốt, Nguyễn Tuấn Hải, tức Hải Bánh, đã được ra tù vào năm 2022. Vụ án Năm Cam và đồng bọn là vụ án về tội phạm có tổ chức đặc biệt, có tính đặc thù. Đây là một vụ án lớn và phức tạp liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều địa phương. Quá trình hình thành và phát triển tổ chức tội phạm theo kiểu xã hội đen do Trương Văn Cam cầm đầu đã được phanh phui và phơi bày trước ánh sáng. Tử hình là bản án dành cho các đối tượng, đồng thời cũng là bài học răn đe cho những kẻ phạm tội, những kẻ coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.